À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Cho Hô Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của những đứa con của Hakili, hậu duệ của Hakili. Ở tập trước thì mình đã kiểm soát được cái vùng bán đảo Ý rồi, à bán đảo Hy Lạp rồi. Bây giờ thì mình chắc là mục tiêu tiếp theo của mình là sẽ tiến ra cái vùng gọi là ngày nay gọi là Thassia này. Cái vùng Thassia này nhưng mà quân đội không được tốt lắm nhỉ. Ai Cập quá mạnh. Con này là con nào? Seleucid chưa biết bao giờ sẽ bị tiêu diệt. Rồi kệ đã. Seleucid chưa biết bao giờ bị tiêu diệt. Tarantin của mình yếu quá. Làm nào bây giờ nhỉ? Sparta này thì chất rồi, không phải lo, nhưng mà Tarantin thì yếu quá. Ôi ôi, cứ giải quyết lốt cái thằng này đã. Tập trước thì nó dám sang nó đánh thành của mình cơ. Cổ báo vãi trưởng. Hổ báo vãi trưởng. Our struggle will end badly and with little. Mày đòi hòa bình à? Đây. Xây dựng hai công trình này lên. Thế thôi là chúng ta sẽ có thêm tiền. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cả lương thực để phát triển cả lương thực nữa. Không là hết lương thực thì cũng chết. Thằng Rome này. Có gì đây? Để vòng vòng trong đất của mình thì mắc lốp à? Cớm thật. Mất tiền mua quân rồi. Hết tiền mua quân rồi. Kinh tế của mình nghèo quá. Sparta sắp dẹo. The sword was drawn, but not. Hụt à? Tấn công hụt à? Lại có một vụ ô uế gì đấy. 68 kiểm soát của mình nó vẻ hơi ít nhỉ. Chắc phải cho thanh niên này đi đánh trận một tí. Ready for glory and honor. Ready for further orders. At once. Wow, cái lũ tàn quân. Đây rồi, chúng ta sẽ khi mà các bạn lên cấp 3 này, bạn cứ cộng vào cái này cho mình này, thì nó sẽ có dơm này, hàng rào các thứ để các bạn khi phòng thủ ấy. Đó, điều đó là rất là quan trọng, nhất là khi phòng thủ. Mày luyện cấp cho anh à? Mày luyện cấp cho anh à? Hai lượt nữa đủ tiền mua chưa chả? Chưa đủ, lần sau mới mua được. Thằng Ai Cập bây giờ nó quá mạnh. Ôi ôi. Ai Cập sao nó mạnh này? Mình cũng sắp chiến tranh khắp cả rồi. For the sake of friendship that has been and. Thằng này nó cũng không ưa thằng Ai Cập tí nào luôn. We hunger for battle.
giải quyết nhanh cái khu vực này. The spirits tell us that we should offer you gold. We do not argue with spirits. Bất chịu à? Tư. Rồi cho mày rút quân về nước. Để anh kiếm của mày ít tiền, xong anh đập mày tiếp. Đây. Tăng cái này là sẽ tăng khá vào tầm bắn cho các đơn vị tầm xa. 172, đúng rồi. Nó không múc nhiều vào đam cho lính nhưng mà nó lại tăng tầm bắn cho lính tầm xa. Răng cờ. Ổn đấy. Ready for orders. Lên cả cái này để lên lương thực. May quá thằng này nó lại xì cho mình ít tiền. On the move. We cannot pass here. Our advance has been halted. Cứ bình tĩnh, còn cái thành này chuyên để chống La Mã. Rome sắp cử quân sang đấy. Oh, bây giờ mình chỉ làm sao để mình có thể cộng thêm recruit á, tinh thần chiến đấu cho các bonus. Mấy cái này tăng khả năng chiến đấu binh sĩ lên cho nó chất. Bóp cho quân đoàn ác thật. Lên được lương thực rồi, bây giờ mình sẽ nghiên cứu ở nhánh xây dựng này để giảm phí. Thằng này là không chiến tranh với ai. Trừ điểm ngoại giao tất cả các sân rồi. Chiến chạy à? Biết sợ thằng nào lắm. Nó không có quân. Vào đây. Không đủ chú nó đây. Chuyện này đánh tay đi, đánh auto. Mình sợ hao quân nhiều. Đánh auto hay hao quân lắm. Đó, có đội kỵ binh. Chắc mình diệt đội kỵ binh ở đó trước. Tarantine Cavalry. Ra sát vừa biển vái nhau cho nó máu. Spartan Pikes. Battle group awaiting orders. Spear infantry ready. Như anh em hỏi tại sao mình không sử dụng đến 6 đội giáo như khi mình chơi Macedon mà sử dụng có 4 thì mình. Thật ra thì cách chơi của mình nó có chút thay đổi. Mình bây giờ cũng không cần phải có nhiều lính giáo lắm. Lính giáo thì thực ra là nó chỉ mạnh phòng thủ và nó hơi kém bị động. Nó hơi bị động khi các bạn dàn đội hình. So với lính Sparta thì lính giáo thì không bằng. Cứ cho mấy thằng lính Sparta khỏe đủ ăn cân thôi. Được rồi. Chúng ta cũng có đội kỵ binh nào mạnh hơn đội này. It is hard, I know, to understand that we have an honorable duty here. Enemy reinforcements approaching. Although that is a worthy thing.
No, we come to bring civilization. It seems a waste. To arms! Mấy cái thằng sứa. Tướng đi đằng sau à? Chủ yếu mình giết đội cung nó chính nhân vật. Chúng ta chọn tấn công vào cung thì chúng ta tấn công cái đơn vị đằng trước của nó. Tại sao? Bởi vì pháo nó bắn nó mất thời gian và quân nó đang di chuyển thế này nữa. Nên là nó khi nó ngắm vào cái bọn này thì nó di chuyển nhanh quá rồi. Thế này thì nó bắn sẽ trúng chết mấy thằng cung thôi. Quậy đá thôi, quậy cung. Sau này khi mà kinh tế có thì chắc mình sẽ tuyển đội cùng hay thân sau. Skeleton này, đối với Sparta thì chúng ta chỉ có thể mua Skeleton Archer theo cái dạng đánh thuê thôi, không thể tuyển được quân chính quy. Hoặc nếu không thì chỉ có thể bắt từ chư hầu là cái thằng tuyển từ chư hầu là thằng Armenia, cái thằng Crimea. We have discovered the enemy's hidden units. Our general is under attack. This Spartan is late. Giờ khiên thì nó đỡ được. Và áp sát thì bật pha lăng. The battle is turning in our favor. Đây rồi, tiếp tục. Quái rồi. One of our units has used all its ammunition. Cứ vào đi. Bạn thấy không? Lính speed nó lính thủ châu lắm. Không cần phải đập bật đội hình như thế. Đủ, nó thủ.
units has used all its ammunition. Chết đến người cuối cùng. Get running! Phải vào đá hết tóc một bọn. Úi xời. À, khỏe lắm. Sparta khỏe lắm. Máu cao nhất game mà. Chỉ có mỗi Sparta là lính đời cuối là máu lên được đến 70. Sparta và Đức nữa. Còn phần lớn các đơn vị kể cả đội cận vệ của La Mã máu nó chỉ lên 65 thôi. Đây tướng lính đời cuối nó lên 70. Đấy, mà mình chưa có. Chết đấy. Ủa. Vào đâu chết đấy. Vào đâu chết đấy. Thấy không? Hàng này nó thủ có trâu hơn nhỉ? Kỷ nó có kiếm. Cavalry, missiles ready. Team cavalry. Ok ạ. Advance at speed. Ready for orders. Sao đội kỵ của mình lại chạy lông nhông ra đây này? Quarantine cavalry. Forward. Riders, advance. Bị lén tên từ đằng sau lưng chết nhanh lắm. The enemy general is dead. Rồi. À, chứ tướng nó chưa chết, thằng nào nó đánh lì thế. Láo đương đầu với Sparta. Ảo được sức mạnh vừa thôi. Quánh làm sao được Sparta quánh. Tướng này của mình lên cấp vãi cả trưởng luôn đấy. Đây, lên vào cái này. Tinh thần chiến đấu khi tấn công trừ 20% upkeep cho lính đánh thuê 30%. Cũng được đấy. Nếu như vậy thì mình có thể chơi hết sự quân đồn trú rồi nữa. Dẹo. Ready for order. À. Laying siege to the settlement. Hết quân đồn trú rồi. Ready for battle. Thằng kia nó nhảy sang bờ phát làm sao nhỉ? Besieging settlement. Laying siege to the settlement. Nó nhảy sang mình chiếm lại luôn. Tướng lên cấp 4 này. Học vào đây. Mikli tấn công cận chiến cho các đơn vị bộ binh à? Mình nghĩ là nên cho tướng này của mình. Nisbi Morale Commander. Cho quân đoàn này. Ready for battle. Make haste men. Bây giờ mình sẽ kiểm soát nốt cái vùng Thassia này đã. Đấy. Nhiệm vụ mình bây giờ là mình sẽ kiểm soát vùng Thassia.
Rồi, tăng 5% vào giáp cho quân đội. Ngọt thế. Cũng được, các cái cảng ven biển này thì mình cũng nên xây nhà lính cũng tốt. Xây nhà lính nó tăng lên đến lực lượng phòng thủ ở đây lên. Khỉ thật thằng La Mã này. Chính trị gia của mình lên cấp à? Tốt quá. Học vào cái này nó sẽ tăng điểm ngoại giao với tất cả các faction. Cái này nó tăng vào đam cho cái lính này. Mình đang cần cái điểm ngoại giao đã. Học mắc vào cái này đã, xong rồi tăng vào đam xong. Thanh niên này đang hết lương thực à? Thanh niên này đang hết lương thực. Bọn mình nghèo quá nhỉ? Chả có tiền để sửa chữa gì cả. Ready for orders. March. Is that all? Thằng này nó kiểm soát được hai cái tỉnh này kìa. Greetings, my friend. You have my ear for your speech, and if it profits my... I fear that you will... I am honored to receive you, and look forward to your erudite Mình không có tiền này. Help. Không có cách nào cả. Ăn luôn thằng này. Ây giời. Quân nó củi thôi. Có mỗi mấy thằng quẩy đá nhưng mà thương nặng. Thì thắng của mình rất cao, không cần phải đánh tay. Hai quân đoàn này của mình sẽ tiến dọc vào cái vùng này. Thằng này thì kiểm soát vùng biển này, thằng này kiểm soát vùng Tassia này đã. Đấy. Tướng mới thành lập quân đoàn. Rồi, xây hai công trình rất phù hợp với nhu cầu của mình. Con này thì nó phải tự sát đấy chứ nhỉ? Còn quân nó. Ready for battle. Thanh niên này chẳng có quân nữa rồi. Chết hết quân rồi, nó thiếu lương thực rồi. Tiến nhanh phát đã. Giải quyết cái vùng này. Hay quá, chúng ta có thêm được một ô nhưng không sửa chữa được nhà cửa thì nó cũng là cả vấn đề đấy. Một nghìn ba được, cũng có tiền đấy, nhưng mà tướng phe khác. Đây. Tuyển cho nó mấy thằng cầm giáo nữa là được. Oh.
thêm một chính trị gia nữa để nó tăng điểm uy tín của phe mình lên. Ôi ô, hết tiền rồi. Ai da. Nghiên cứu công nghệ quân sự hoàn thành. Có tí tiền. Chúng ta lại có tí tiền à? Sửa chữa nhà cửa nữa. Sửa chữa nhà cửa đã, nhà nghèo quá, chết rồi. Nó đang chế độ hành quân, mình đánh một phát là xong rồi. Rồi, toàn lính củi. Thanh niên này chấm dứt một passion nữa, hay quá nhỉ, quân đoàn lên cấp rồi. Ready for battle. I want hourly patrols. Không tới. Commander. Lại về đây. Ready for battle. Faster, damn you all. Rồi. Thằng La Mã có vẻ ngon sao đây. Thằng La Mã nó chiến tranh. Chết bây giờ. Chỗ này chắc là đất của thằng Carthage. Thằng Ai Cập này thì cũng có thể tiến lên được đi đâu đó. I am honored to greet such an ambassador. Không thể tiến được đi đâu. Greetings. We are civilized folk, so you. Chỗ này chắc chắn là or Seleucid sắp dẹo rồi. Thành này bây giờ làm sao thủ được mới là vấn đề. Không có tiền. Để dành tiền để nâng cấp nhà, sửa nhà. Rồi. Dành tiền để nâng cấp nhà. We have consulted the seers. Không xâm phạm lẫn nhau à? Gớm nhỉ? Chờ ngày đối đầu với binh đoàn bất tử. Chưa biết bao giờ có cơ hội đấy đây. Ô. Thằng Macedon nó giải quyết xong thằng này rồi kìa. Ghê thật. Commander. Không chơi được với ai, không có tiền. Welcome, welcome. Ai. Mình tiến hơi nhanh ấy, có lẽ mình cứ để từ từ đã ổn định lãnh thổ một chút xíu. Cái này là hầm mỏ. Mình có cái công trình này. Industrial này, công nghiệp này.
Công nghiệp. Gì? Có nổi dậy à? Mình lại lên được một cấp nữa. Còn trận chiến với thằng... Phải đánh trận với thằng Macedon thì mới kiểm soát ở vùng này đúng không? Rivan Banquets. Chuyện gì thế nhỉ? Quân đoàn này được buff khá nhiều thứ, tăng cả giáp nữa. Nhưng mà nó buff mạnh nhất là cho lính tầm xa, tầm bắn lên 172. Đấy. Lên phát nữa thì còn cao nữa, 10% thì là nó sẽ cộng tầm bắn 150 cộng 15 thì nó sẽ lên 175. Tiếp tục gây chiến. Mình chiếm cái vùng này là dọc tuyến của mình sẽ giáp với thằng La Mã. Ôi à, nghe có vẻ cũng không ổn lắm nhỉ. Nhưng mà dù sao mình cũng muốn kiểm soát toàn bộ cái vùng ban căng. Tiến quân vào. Anh em đậu tiến quân vào. Grouped and awaiting orders. Battle group ready and awaiting orders. Grouped and awaiting orders. Tiến quân vào. Battle group awaiting orders. Trận này mình sẽ không chơi phòng thủ, mình công luôn. Công luôn cho nó rực rỡ. Sparta. Battle group ready and awaiting orders. Spartan pikes. Enemy reinforcements approaching. Glory as we go over the wall. Spartan pikes. Pikemen ready for orders. Quick march. Sao mà lại phải phòng thủ? Chất vãi lúa, nhìn mấy anh Sparta nhìn chất vãi lúa. Rồi nó nhìn thấy Sparta nó sợ, nó không dám đánh nhau anh em. Sao
thống gì thì quân đội mình nó sợ nó không dám đánh à? Có gì mà phải sợ? Nhìn thấy Sparta sợ không dám. Ngán nhất là mấy cái thằng nó hồi dậy này. Chúng ta sẽ không bật sư vua lên để nó còn có thể bảo vệ. Ok. Lùa mấy thằng tầm xa cho. Ý. Lùa ngay mấy thằng tầm xa cho anh. Sát lên tí nữa rồi. Tarantine Cavalry. We have discovered the enemy's hidden units. Mấy thằng lá pet này. Speedman này còn 18 thằng mà vẫn chưa chạy à? Liều vậy? Ồ. Orders! Đến đây. Get running! Our general is under attack. Thằng này tuổi gì mà ăn được cái lính của mình? Rồi xong. Missile cavalry at your command. Charge! Tarantine cavalry. Ôi quá mạnh. Đánh nào chết hơi nhiều đấy. Đánh nào chết hơi nhiều đấy. Nhanh. Xử ngay mấy thằng quỷ đá cho. Spartan Pikes! Dáng đứng lại để mà quẩy anh kìa. Spartans! Ready for orders! Chắc là bị quẩy đá chết mới nhiều này. The battle is turning in our favor. Tiến vào đây. Hello. Gớm nhỉ. Quay tròn thì nó lại mà chúng nó vẫn còn lì thế kìa. Sparta! Operatives ready! Operative phalanx! Full phalanx now! Operative phalanx! Bọn này nó lắm cái bọn... À!
cái lính vác dìu kia kìa của nó lén được. Nó có mấy cái thằng dìu gớm phết. Pha lăng của mình thì nói chung là quanh sóng cho tướng. Ở đây rồi. Khi mà quân đoàn lên cái đối với Sparta thì các bạn cộng vào cái này cho mình này. Cái này nó sau này nó sẽ tăng rất mạnh cho lính speed, tăng vào tấn công phòng thủ này và giáp cho các lính speed. Rồi, chúng ta sẽ học cái nhánh bên này thì cũng có cái hay. Tầm bắn cho cung thủ à? Nghe cũng được. Có kịp không nhỉ? Ready for battle. Kiểm soát được 4 tỉnh này. Văn hóa Hellenic. Nghèo quá. Một ngàn ba. Con này nó sắp chuẩn bị trèo đến bờ quánh mình rồi. We hunger for battle. Waiting for more orders. Không có quân à? Thằng này chiến tranh với ai không nhỉ? Không à? Thôi luôn. Thật là đơn giản thì chúng ta không phải mất. Ờ, từ từ, chết rồi. Nghèo quá, không có tiền. Một quân đoàn duy nhất, quân đoàn của loại nó chắc rút ra đây rồi. Chắc sắp lại phải bổ sung thêm quân nó. Thằng Rom à? Quân đoàn số 5. Thằng này mạnh ghê nhỉ. Thằng này mạnh ghê. Mình phải kiểm soát lót cái vùng, hai cái vùng đấy để có hai cái nguồn dự trữ lương thực của mình ạ. Và cứ trông chờ vào cái nguồn lương thực ở các cái vùng này thì chết đói. Hay quá, chúng ta được cộng 7.000 đúng lúc. Trừ 5 trung thành à? Chọn sai cái rồi. May quá vẫn 9 điểm, 69%. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học. Mini attack. Cái này thì tăng phòng thủ. Khoa học rồi. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học.
chưa vội bổ nhiệm cho nó thêm bây giờ làm cái gì cả, nó cần những bổ nhiệm. Mày chào đến bờ à? Nó là chế độ hành quân này thì nó chết to rồi. Commander, at once. Đang chế độ hành quân thì mày chết to. March. Xong một cuộc tình. Kết thúc một cuộc tình. Tốt rồi, quân đoàn này sẽ mua thêm một ít quân để phòng thủ. We need good fighters. Thêm một ông chính trị gia nữa. Tiền thuế. Public Order và Roberton. Cái này đi. Dùng đến mua đời sau luôn. Cho vào quân đoàn này. Quân đoàn này chắc rút về đây, còn quân đoàn đấy nó lên trên này. Mình vẫn cần thêm một quân đoàn nữa. Cùng với biển này. Không xây lương thực thì cũng chết nhỉ. Lên cấp 4 mình thiếu thủy ngân, không lên cấp được. Bây giờ lên ký vào cái này đó để tăng tiền thuế này, giảm corruption và tăng trị an cho tất cả những vùng lãnh thổ. Ready for orders. To battle. Destroy them. Vùng này trị an thấp quá, bây giờ phải đứng đây để trị an một chút lúc nữa. Chưa thể đi đánh đâu được. Ready for battle. Mình sợ là mình chiếm thêm phát nữa là nó nổi loạn mất. Chưa chị an được cái vùng này. Bây giờ mình chiến tranh hầu như xung quanh hết rồi đấy. Rome này, Ai Cập này. Ai Cập thì chưa thấy đánh nhau được với mình. Ô, chưa thấy em. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. A man is judged by his fruit. You have spoken. Be welcome. If I can give you a fair answer, you will have it. Thằng Rome nghỉ gió thì tự dưng chiến tranh mình. Welcome, but it... Nó đổ bộ sang cái đảo này, đập chết thằng Rome bây giờ. Rome. Ồ. Đúng như mình nghĩ. Chưa kịp phát triển thêm. Nó đã vác quân sang đánh rồi. Được. Ăn đi. Chúng ta theo chủ nghĩa quân phiệt này, có nghĩa là... Ok kìa. Vị binh của nó lên bờ, nó áp dụng giống kiểu Rome 2 rồi. Thank you.
Nó chơi kiểu giống như ông hai, chúng ta không thể Groups and awaiting orders. Battle group ready. Swingers. Thế bên trận này chắc đi lùa một tí vậy. Chủ yếu chống mấy thằng đám lao này thôi. Ở đây này, mấy thằng ở biển này này. Tướng đứng đây. Phúc vào trong. Thuyền hải quân mình cứ hút nó thôi. Support ships ready and waiting. By your command. Không phát nữa. Chìm đúng rồi, tiếp tục cho nó bốn biển luôn. Nhanh 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 nhanh, hút chết bầm nó. The men are wavering. Nó đứng, sao lại bỏ chạy? Bình tĩnh, sao lại chạy? Ôi, sao có cơ sở gì nó chạy? Mời nhanh lên, hút phát nữa cho anh. Chìm luôn, sợ. Đúng rồi, không tiếc. Show them steel. Các bạn là nó ít quân quá, nó bị thương này. Phải hai phát mới tập được. Support ships ready and waiting. Get at them. Show them steel. Get at them. Đúng rồi. Our missiles await your orders. 3 chiếc. Ôi nhưng chắc không chịu được lâu đâu. Chắc là không chịu được lâu. Weapons ready. Hack them down. Dăm 3 cái thằng la mã này. Bình. Ở đây đã hút được lốt thằng này nữa thì đẹp. Nó làm quân quá. Chắc không kịp đâu. Quân ba bờ mất rồi. Thế là tốt à? Tức là hoàn thành nhiệm vụ. Thôi, chúng có đủ bộ hết rồi. Ôi, chết rồi, đấu với quân La Mã rồi. Thôi vậy, lại rút ra. Thế là giỏi lắm rồi. Dụ bọn kỵ binh ở đến đây phát ạ. Support ships at your command.
To the oars! Yours to command. Riders, advance! Run forward! Advance at speed! Chưa người nó bắt ạ. Spartans! By your command. Nó không vào đây nhỉ? Khốn thế. May quá đợt này nó tấn công nó chỉ có mỗi một đội lén lao này. Lén lao này thì mình chỉ cho quẩy đá quẩy trước. Tấn công à? Riders at the double. Spearmen at the ready. Spartan pikes. Binh của mày ngu đòn nó. Sparta. Yours to command. Làm sao được miếng speed? Nó toàn lính La Mã. Từng bước một. Ăn nó cho. Chúng ta có đội hình này là anti-lock mà. Đến speed đặc điểm của nó là anti-lock. Được cộng 15%. Đây này. Khả năng tấn công chống kích linh điện và voi được cộng thêm 15 điểm. Xong. Rồi. Vâng. Ready for orders. Nó không bị công thì mình công. Double time. Quick march. At the double. Sparta. March. A quick march. Yours to command. Double time. Swingers. Fire on the enemy. Spartans. Tại sao mình giúp ra chỗ này? Mình đi thủ ở đây. Sợ đâu. Shock lấy speed không hiệu quả lắm. Speed về căn bản nó chuyên để chống kỵ binh rồi. Đừng mắng em ơi. Mặc cho cũng đẹp phết nhỉ. Spartans. Double time. Cửa cái thằng một. Bọn La Mã nó cử quân vào đây à? Giết mấy con ngựa đó. Mình mới chưa kịp mua quân, người ta định mua thêm quân, chưa kịp mua. Đó, cho quân vào phơ mình. Anh giả. Đi.
xong. Spartans! Advance at speed! At the double, ready! At speed! Advance at speed! Ready and waiting! At speed! Nó định stop đấy. Này, muộn rồi. À, từ. Ready. Marching order. Ai da. Một cú sốc của nó cũng được không nhỉ? Thấm thấm cơ mà mình. We await your command. Understood. Sparta. À, ôi, nó chơi ném nào. Quẩy đá rồi, quẩy đấy bọn này. Anastasi. General. At the double. Ready and waiting. I command. Hospitality phalanx. Double time. Riptides. Advance at speed. Nó hết kỵ binh rồi à? Nó vẫn còn kỵ binh, thằng tướng. Sợ nhờ, đánh mấy anh La Mã, thằng La Mã giết đội này mình nhiều thế. Citizen Cavalry! Citizen Cavalry. Forward! À, thằng thủ dung đến nào. Quickly now! Recharge! Mày chết, mấy thằng La Mã, rút ra tiếp. Lùi lại tuyến 2 em ơi. Swift riders at your command. Kinh này. Spear infantry at your command. Sparta. Bọn La Mã này hướng thế. Your orders. General! Form phalanx now! Cup for glory! Sao có như thế này mà nó vẫn không chết à? Mấy anh La Mã lì thế nhỉ? Quickly now, orders! Vãi thật! Sao có như thế mà nó vẫn chưa chết? Swingers! La Mã này, tinh thần chiến đấu của nó lớn vậy. Riders at the double. Quỷ thần. Tấn công vào sườn của mình.
chơi. Ai ơi, bọn La Mã nó cũng mạnh thật đấy. Quánh quân mình chết cũng khá khá chứ kìa. Rome mạnh hơn mình tưởng. Wow, còn một đạo duy nhất. Binh à? Có thể mình anti-lock mà chơi chết bằng nó đi. Sao ngựa nó khỏe thế? Thằng La Mã này được hút cái gì mà khỏe đấy. Hastasin. Cái nhỉ? Mấy con ngựa này lì thế. Mày láo với anh. Không chưa, nó lắm vậy xong rồi. Đây là trận đấu khó khăn nhất này. Cái bỏ chạy dễ nó quay lại lắm. Đoán hay. Đoán không sai. At speed. Fire. Đoán không sai là nó sẽ lại quay lại. Double time. Pike infantry ready. Bây giờ muốn nhanh thì chỉ có cách này, sốc vào lưng nó. Mình không hiểu sao sau Rome lại bỏ cái đơn vị lính này đi, đơn vị lính speed này rất mạnh ấy. Nâng cấp lên thì mất. Thế à? Nó cử toàn quân mạnh. Ôi đội kỵ binh kia này của nó sao giết được nhiều quân mình thế nhỉ? Kỵ binh gì mà chất đấy.
À ừ, có thể mình sang đấy mình tuyển cái đội lính đánh thuê đấy được đấy. Kỵ binh đánh thuê đấy khá mạnh. Sang đến đất của La Mã là tuyển được cái đội đấy mà. Perhaps and I am. Rồi, thì cái hiệp ước này cũng được. Successful. Xóm unit được cộng thêm tiền, hay quá. Commander. Sì. Gần này quân anh thủ tốt. How can I serve you? Do they all need shields? Commander. Vùng này sắp có nổi loạn nơi. We hunger for battle. Khó nhỉ. Xây cái điện thờ nó không thể tăng trị an này được. Các cái vùng lãnh thổ của mình trị an nó còn hơi thấp. Nên là cần ổn định nhá. Thôi, tăng vào cái này nữa. Tăng phong tích order. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.